Cận Tết, việc làm thời vụ nhiều. Dịp Tết cũng là lúc rất nhiều công việc thời vụ đòi hỏi nhiều nhân công, thợ như lặt lá mai, chùi lư đồng, gói giỏ quà. Nhờ vậy mà nhiều người có thu nhập khá để sắm sửa, vui xuân đón Tết. Ông Nguyễn Hoàng Khang, 35 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có vườn mai với khoảng 50 cây từ vài chục đến 100 năm tuổi. Những cây mai này có gốc, dáng đẹp với nhiều loại khác nhau như mai rào, mai đại lộc, mai vàng năm cánh. Chính vì vậy, ông Khang cần nhiều nhân công để lặt lá mai mỗi khi Tết đến. Khoảng 2 tuần trước, tôi thuê 5 nhân công để lặt toàn bộ các cây mai với chi phí từ 350.000 đến 400.000 đồng trên người trên ngày. Với 50 cây thì những người thợ này phải lặt trong 3 ngày mới xong, ông Khang cho biết. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ quận Bình Thủy, những ngày cận Tết hàng năm là vợ ông đi lặt lá mai cho các chủ vườn ở các quận, huyện của Cần Thơ. Riêng ông thì đi canh ở các vườn mai lớn để phòng trộm cắp. Công việc của vợ tôi có thu nhập khoảng 350.000 đồng mỗi ngày, còn tôi thì sau vụ Tết. Chủ vườn cũng trả cho gần chục triệu đồng trong tháng chạp để canh và chăm sóc vườn. Nhờ vậy mà có tiền sắm sửa trong nhà và mua đồ Tết cho con, ông Tuấn hồ hởi. Tại làng Mai Vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nhân công lặt lá mai cũng đông. Đây là một trong những làng mai vàng lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long với hơn 100 hộ trồng. Nơi đây hiện có hơn 500 gốc mai cổ, gần 30.000 gốc mai trung và mai tiểu. Chính vì vậy, nhu cầu thuê nhân công lặt lá mai vào những ngày cận Tết cũng rất cao. Có gia đình sở hữu nhiều mai cổ thụ nên phải thuê đội quân lặt lá mai lên đến vài chục người. Hộ ông Lương Văn Hùng, ngụ tại địa phương, có khoảng 80 gốc mai lớn, nhỏ. Rằm tháng chạp vừa qua, ông phải thuê 6 nhân công lặt lá mai với chi phí 200.000 đồng mỗi ngày mỗi người và lặt cả tuần mới xong. Nhân công có người ở địa phương và thậm chí từ Bến Tre sang đây để làm công việc này. Đối với những cây mai cổ thụ có dáng cao, phải leo thang cả ngày để lặt lá nên khá vất vả. Tuy nhiên, nếu xong việc trong vòng một tuần thì chủ vườn trả từ 2 đến 3 triệu đồng, có tiền mua sắm Tết sung túc hơn, ông Lê Văn Hòa, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, hồ hởi. Một công việc cũng không thể thiếu trong những ngày cận Tết là đánh bóng lư đồng. Tại thành phố Cần Thơ, ông Trần Ngọc Bửu, 64 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, là người rất nổi tiếng với nghề này vì đã có thâm niên trên 30 năm. Từ khoảng một tháng trước Tết, nhiều khách hàng đã đem lư đồng đến nhà ông Bửu nhờ làm sạch, làm mới lại. Để có bộ lư đồng sáng bóng, ông Bửu cùng với nhân công phải làm tỉ mỉ bằng thủ công và sử dụng thêm máy móc. Mỗi bộ lư sau khi được thay áo mới có chi phí từ 300.000 đến 400.000 đồng. Theo lời ông Bửu, thông thường thì khoảng 23 tháng chạp trở đi mới là cao điểm. Lúc này khách mang lư đến rất nhiều, trung bình mỗi ngày phải hơn 20 bộ. Ngoài người nhà phụ giúp, ông Bửu còn thuê thêm 4 thợ phụ với giá 300.000 đồng mỗi ngày để kịp làm cho khách hàng.